Ờ, chào em nha, không nói có chung được là nhóm em nha, nha. cái này ai thích nói thì em bé chấm ngược Một lại ngày nha, hồi nãy không chị dính đặt. nha, không bị hở gì đâu nha mọi người nha, rất là xinh, rất xinh luôn, quá đẹp luôn. Khoan Mang từ từ đi em 4 ơi. ngày hả? Tôi nghĩ là vậy đó, tại vì giao hàng nó có làm việc bà ơi, trả đơn quá trời luôn, Em nói một đơn vàng đơn này quá hả? trời. Em nói một vàng này đúng Đúng không em? rồi. Hả? Hay là em nói một vàng nào? Em nói một vàng này đúng không? Đúng thì ok chị thử nha gái. Đây, ai thích chốt liền cho em cái này nha mọi người nha. Cái bầu 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 của nó rất là xinh, rất là cưng luôn nè mọi người thấy không? Đây nè, đẹp cực kỳ luôn, cái này nói giá chưa? Rồi 195 luôn. Ai thích chốt liền cho em nha. Trên kim đơn. Trên đơn chị trời ơi, em quên hoài luôn cái chị ơi. Quên hoài luôn. Sợ ok thiệt này chứ. Cho Kim Anh nè, 1 2 3 0. Rồi ai thích chốt cho em cái đầm này nha mọi người nha. Form rất đẹp luôn nha baby nha. Cái hồi nãy chị mặc đầu tiên đó thì chị vậy hỏi cái đó xếp phải màu không? nu lúc nãy chị để cho em chứ. Cái xếp hồi nãy màu nu có người chốt rồi cục cưng ơi. Chị ấy mà chốt mất tiêu rồi cục cưng, tại vì chị lỡ xả cho em rồi á. Rồi thì sự đầm xanh sao lấy xuống rồi không? Lên vậy dạ, rồi em sắp ok lên lên nè cho chị mọi mỹ người nha. nữ ơi, chỗ em sớm ngày mai nghỉ luôn rồi, buồn thiệt sự. Đầm Đào hoa hoa xanh xanh cho cho em em xem với. à, dạ rồi dạ rồi ok bye bye nha, lên cái đầm hoa xanh cho mọi người coi nha. Để trời ơi Kim Anh, tại vì em nhắn lâu quá cưng ơi, hàng chị không để được, tại vì chị like nhanh nói tình yêu lên cho Như để Như ra làm việc. Dạ để ra làm việc ok, mặc luôn cái vàng chị cầm để xuống đất kìa. Ok em yêu nha. Dạ vậy em nói thiết kế vàng nào đây chứ chị không có nhớ cái vàng nào mà chị mặc đầu tiên đâu em ơi. Giờ chị mặc biết bao nhiêu mẫu mà giờ em nói vậy thì chị thua á. Chị đầu hàng á, bó tay chấm cơm rồi đó gái. Cái này hả? Cái vàng đầu tiên không là phải cái này đâu, hả? Không phải đâu. Phải Vàng đầu tiên không? là em nói cái ngọc này hay sao? Phải thì bà nói bé. Trình nở nó hoàng thì sao? Hả? Nở nó hoàng là em hiểu luôn đây cục cưng, vậy thì... đây em chọn khác. Không, vậy em nó có hoàng rồi thì thôi. Tại vì hôm nay là ngày sát cạnh rồi nha mọi người nha. Vậy em có nhưng mà chia từng khu vực nha, những cái khu vực nào nó có thông báo với em á là em di du cho mọi người nha. Màu vàng kế bên chị này hả? Này đúng không? Ý là nó màu vàng này phải không? Rồi vậy Kim Anh có lấy cái set kia không em? Ý là em có lấy cái set màu vàng set không? Luôn nè, vàng body nha mọi người nha, chốt thì ghi vàng body cho em nha. Em có ghi, em có lấy vàng 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 cái set kia không? À, cục cưng ơi, rồi bỏ cái set này nó ra giùm em cái đây. Trời, tại hồi nãy em kêu vàng chị cho nên là chị mới chốt cho em đó chứ. Ok em. Rồi đây nha mọi người ơi, đầm xanh này giá sao nè. Đầm xanh này em sale nhanh luôn 185 luôn chị ơi. Xanh này em sale 185 nha. Vậy tôi có bị gamer không vậy? Nghĩ ai, đi ai, không, em trong khu vực của em không có bị mà. Trong khu vực của em không bị nhưng mà shipper em của em cứ không đặt, làm. Em cứ đặt đơn cho chị đi. Shipper không làm, hồi sáng shipper giao cho Ngọc Anh, shipper nói là ngày mai shipper nghỉ, không có làm nữa, bên shipper không làm nữa. Nói là giao hàng đi. Bé Ngọc Anh nói. Đặt link đi mọi người. Màu vàng kế bên, bé nó nhận hàng rồi. Đặt link gì nữa? Có áo 2 giây không chị ơi? Có nha. Mới đặt ok chị lấy. Đặt gì, những gì? Mỹ nữ nhắn tin cho em liền nha mỹ nữ ơi. Màu nu lúc nãy mà chị xả rồi à. Rồi ok em yêu nha. Rồi chị lấy chị nhắn tin cho em đi chị mỹ nữ ơi. Chị mỹ nữ nhắn tin cho em nha. Inbox rồi nha cưng. Ok một cưng. Rồi ok em thấy chị mỹ nữ nhắn tin rồi nè. Inbox rồi nha cưng. Tối em gửi link chị nhớ đặt link cho em nha chị mỹ nữ nha. Đặt link rồi mong là nhận được. Ok ok cưng nha. Ok một nè. Ôi, xét chân váy này mấy Ngọc Anh nó khoái lắm nè. Ngọc nè, Anh là Hồng Ri rồi nó khoái mà. Cái này chốt chị mỹ nữ quá trời. Như chấm bài kìa. Như hả, đợi em 5 giây coi. Giờ em mới vừa vô nó làm một tràng ở đây. Em phải thu gọn bớt để có chỗ mà đứng. Nhìn vậy mọi người, okay, thay em, đồ liên tục chị vậy. Chị coi thêm mấy kiểu nữa, ok chị em nha. Mỹ nữ đã có đơn chưa? Chưa. Nhắn tin cho em nhắn đây rồi. Chị nha. Ok, nhắn rồi, tối chị nhớ để tin nhắn, chị đặt link giùm cho em là ok nha cục vàng ơi. Ai ha, có đầm không? Có chứ, nhà em là chuyên đầm mà. Nhà em chuyên đầm mà mấy chị hỏi vậy là em biết sao trả lời luôn á. Chuyên đầm xếp kiểu váy mà mấy chị. Rồi đây nha mọi người nha. Rồi ai thích mẫu chân váy, xếp chân váy này, chốt xếp chân váy còn hồng còn nu nha mấy chị. Xếp này còn hồng còn nu đúng không? Em thấy cái vải giống nè. Ừ đúng rồi, còn hồng còn nu nha mọi người ơi. Quá đẹp. Còn hồng còn nu nha, cái màu hồng nhạt kế bên. Đầm cà rốt nha. Đầm hồng nhạt cho em đầm đi à. Em đầm gì em? Cái hồng nu gì á? Cái nào đầm màu cà rốt hả? Rồi ok, cái đầm hồng nu rồi. Vừa mệt vừa đói vừa buồn mà phải gánh vác cả gia đình bao nhiêu công việc. Ok, 2 giây như chị mặc ý loại đó đẹp nè.
Có đầm thủy thủ không chị? Đầm thủy thủ hả? Để chị coi còn mẫu không đại gái ơi. Cái màu hồng nhạt kế bên màu cà rốt nha. Ri đáng đạt đi, hôm nay tôi đi đơn cho bà nha Ri. Cái này hả chị đúng không? Cái này là cái set nha. Cái này là cái set nha, chị nói cái này đúng không cục cưng? Chị Hồng Ri có lấy cái này không? Các chị đang mặc màu gì? Màu màu vàng bơ. Màu này màu vàng bơ nha cái yêu nha. Màu này màu vàng bơ nha cục cưng nha. Đây, đẹp lắm luôn, cái set này đẹp lắm luôn cục vàng ơi. Cái gì còn cả cái gì còn cả hồng và nu vậy? Cái này nè, cái này hồng và nu á hả? Hồng và nu thì làm gì có, cái này còn hồng thôi, cái này có hồng thôi nha cục cưng ơi, cái này còn hồng thôi nha. Cái đang bận là nu vàng á mọi người, đang bận là nu vàng nha mọi người nha. Kế cái xài cái màu cà rốt, xác cái màu cà rốt em, cái đó bao nhiêu tiền? Bao nhiêu à? Cái set này hả? Set này em xem nhanh cho mọi người.